Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 16 tháng 1, tuyến quốc lộ 8A xảy ra sạt lở tại điểm km 82, khu vực cầu Eo Cô Gái, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 2 km, thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Theo ghi nhận, tại điểm sạt lở này, hàng trăm khối đất đá bị đổ xuống, chắn ngang, chia cắt tuyến quốc lộ 8A, khiến đoạn đường này bị ách tắc, các phương tiện không thể qua lại. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động lực lượng để kiểm soát, không cho các phương tiện lên và xuống khu vực này. Được biết, những ngày gần đây, khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có mưa lớn liên tục trên diện rộng, là nguyên nhân khiến tuyến đường quốc lộ 8A xảy ra sạt lở.